đời nhiều khi cũng thoải mái anh ạ. Vào cái ốc chai này thì đại đa số là không nghĩ đến tiền, nghĩ làm sao một ngày tiêu hết tiền bao nhiêu tiền và có những vui nào đó không như thế nào thôi. Đối với những người nó khoảng tầm 100 tỷ với lại 200 tỷ, 1000 tỷ mới mua được một căn 100 tỷ thì giờ là đa số là đại đa số là tuổi già rồi hoặc là trung niên, con cái thành công hết rồi mới vào vào đây. Còn nếu mà trẻ mà mọi người mà vẫn còn trẻ thì mọi người xem này, bên này là cắm trại camping hết. Em quay sang bên bên này luôn. Đấy. Cuối tuần ở đây hoặc là ban đêm thì các bạn trẻ thường ra đây, những gia đình trẻ là ra camping cắm trại đây. Đây là biển hồ mà có dải cát trắng là đẹp lắm. Đây đại đa số là những cái căn nó khoảng tầm những cái căn góc như này thì trước đây cái thời kỳ đỉnh điểm nó sốt ấy, là 350 triệu một mét vuông. Còn bây giờ nó loanh quanh nó chỉ tầm giảm xuống khoảng 300 triệu. Và những cái căn như này nó khoảng tầm 300 400 mét thì 432 khoảng tầm 120 tỷ một căn. Nên là chưa hoàn thiện nhất. Anh em vào thì có thể hoàn thiện. À, vào view cái căn góc này. Cầu mong sao nó giảm xuống nữa thôi, khoảng 200 triệu thì 200 nhân 4 80 tỷ. 80 tỷ anh em là có mua comment bên dưới. Mà thực tế ra những cái căn này cái năm 2018 ấy thì cách đây 5 năm thì giá nó khoảng tầm 50 tỷ, mà bây giờ nó lên cũng tài sản nó lên rất là nhiều. Thế thì nhiều người cứ tính toán rằng là gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất khoảng 10%. Thế nhà giàu họ không bao giờ nghĩ rằng là chưa bao giờ tôi thấy là những người nhà giàu ấy thì họ không bao giờ để tiền gửi vào ngân hàng mà họ gửi vào bất động sản. Những cái lúc mà bất động sản nó đang giảm sâu như thế này thì họ lại đi săn bất động sản. Bởi vì sao? Nếu các bạn thử tính, nếu 10% lãi suất ngân hàng thì trong vòng 5 năm trước cái tài sản như những cái căn này nó là một cho 40 tỷ đi, bây giờ nó là 120 tỷ đấy, thì là bao nhiêu lãi suất ngân hàng? Nếu mà các bạn bỏ ra 10% thì sau 5 năm cũng thể được 40 tỷ thôi anh em ạ. Vì vậy mà anh em nào mà muốn các đại gia nào nhá, muốn vào đây câu thì comment bên dưới để mà kết nối với tôi, để tôi cùng với lại anh em hoặc các đại gia vào đây thưởng thức cái không gian một ngày hoặc là 2-3 tiếng ở khu vực đảo Ngọc Trai này để quý chị thấy rằng là nó đẳng cấp thế nào. Nếu mà quý chị mong muốn cái điều đấy nha thì liên hệ với em và comment bên dưới nha. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại anh em.